Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây hơn 2 năm, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến các quốc gia thuộc khu vực Trung Á, gồm có Kazakhstan và Uzbekistan. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan và có cuộc gặp quan trọng với tổng thống Nga Putin tại đây. Cụ thể, trên báo Điện tử Việt Nam Net đã đăng tải bài viết với tiêu đề Chủ tịch Trung Quốc tới Uzbekistan chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Nga Putin vào ngày 15 tháng 9. Trong đó, nội dung báo này dẫn theo Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Samarkand, bắt đầu chuyến thăm cấp cao nhà nước Uzbekistan và tham dự hội nghị lần thứ 22 của Hội đồng các nguyên thủ quốc gia của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO được thành lập vào năm 2001 là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh cạnh tranh với các thể chế phương Tây, sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham dự của ông Tập và ông Putin, cũng như lãnh đạo từ Ấn Độ, Pakistan, Kazakhstan và các nước Trung Á khác thuộc Liên Xô cũ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã được Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Thủ tướng Abdullah Aripov tiếp đón tại sân bay. Nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ hội đàm với ông Miziyovyev về tăng cường, hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hãng tin cho biết thêm, ông Tập mong được tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO Samarkand và làm việc với mọi bên để tiến tới tinh thần Thượng Hải. Bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra vào ngày 15 tháng 9, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Trợ lý của Tổng thống Nga, Yuri Usakov, cho biết, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc sẽ có một chương trình nghị sự lớn khi căng thẳng giữa hai nước với phương Tây ngày càng tăng. Ông Yuri Usakov nói, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu về cuộc xung đột Ukraine cũng như vấn đề về Đài Loan với tình hình quốc tế hiện nay dĩ nhiên cuộc gặp giữa tổng thống nga và chủ tịch trung quốc có tầm quan trọng đặc biệt ông usakov cho biết và nói thêm hai nhà lãnh đạo sẽ giải quyết chương trình nghị sự song phương cũng như các chủ đề quốc tế và khu vực quan chức nga lưu ý rằng bắc kinh đang theo đuổi các chính sách cân bằng về vấn đề ukraine và trung quốc đã tuyên bố rõ ràng rằng họ hiểu những lý do buộc nga phải mở chiến dịch quân sự đặc biệt chống ukraine phụ tá của tổng thống nga nói Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là cuộc tiếp xúc cá nhân được mong đợi từ lâu, vì cuộc gặp cuối cùng giữa họ diễn ra vào đầu tháng 2 trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông với mối quan hệ nồng ấm hiện tại giữa Moscow và Bắc Kinh. Ông Yusakov kỳ vọng các bên sẽ đánh giá tích cực quan hệ đối tác chiến lược song phương của họ, quan hệ đối tác chiến lược đã lên tầm cao mới khi hai nước cùng phát triển một trật tự thế giới đa cực. Bên cạnh xung đột ở Ukraine, ông Putin và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cũng sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan-Trung Quốc dựa trên cuộc gặp, gặp gần đây của nhà lãnh đạo Nga với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội, đại biểu nhân dân toàn quốc, lật chiến thư. Trong cuộc diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga, Căng thẳng ở eo biển Đài Loan đã gia tăng sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo này vào đầu tháng 8. Động thái này khiến Bắc Kinh vô cùng phẫn nộ trong khi đó ông yusakov cho hay trung quốc và nga không có ý định ký kết bất kỳ văn bản nào sau cuộc hội đàm ông nói rằng đây chỉ là cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo điều vốn rất quan trọng với trung quốc nga là một đối tác quan trọng trong việc đối trọng với washington trên trường quốc tế hồi đầu tuần ngoại trưởng trung quốc vương nghị đã nhấn mạnh với đại sứ nga tại bắc kinh rằng hai bên có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn về thương mại, Trung Quốc đã tăng cường mua dầu của Nga trong những tháng gần đây. Từ tháng 5 đến tháng 7, Moscow là nhà cung cấp dầu thô chính giúp giảm thiểu tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt. Trước đó, ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Kazakhstan trong chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc gia Trung Á này. Tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Kazakhstan còn có nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ngoại trưởng Vương Nghị ngay sau khi đến sân bay quốc tế Nusultan, Nayabayev, ông đã bày tỏ vui mừng vì được thăm lại Kazakhstan sau 5 năm theo lời mời của tổng thống nước chủ nhà, Kassim jomart Tokayev. Ông tập cận bình đeo khẩu trang có in hình quốc kỳ Trung Quốc đã được ban nhạc và tổng thống nước sở tại Kassim jomart Tokayev ra tận đường ban đón và tổ chức lễ trao huân chương kim ưng cho nhà lãnh đạo Trung Quốc tại phủ tổng thống. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Kazakhstan đã có cuộc hội đàm vào buổi chiều cùng ngày. Chuyến đi này đánh dấu sự trở lại trường quốc tế của ông Tập Cận Bình sau khi ông là nhà lãnh đạo duy nhất thuộc khối G20 tránh rời đất nước kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công Trung Quốc vào tháng 1 năm 2020. Kazakhstan được coi là cầu nối Trung Quốc với Trung Á và châu Âu, đây cũng là nơi chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất sáng kiến Vành đai và Con đường. BRI và là điểm dừng đầu tiên của các tuyến đường đi về phía Tây của BRI từ Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, được biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi sâu trao đổi với Tổng thống Tokayev về việc phát triển tốt hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vĩnh viễn Trung Quốc-Kazakhstan thúc đẩy hợp tác cùng có lợi toàn diện giữa hai nước, sắp xếp và trù tính việc chung tay thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Kazakhstan với mục tiêu và tầm nhìn xây dựng cộng đồng chung vận mệnh giữa hai quốc gia. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Kazakhstan tập trung vào thời kỳ hậu đại dịch, tiếp tục là những người đi tiên phong trong xây dựng vành đai và con đường. Chuyến thăm Trung Á là cơ hội để ông Tập Cận Bình quảng bá tầm nhìn của ông về một thế giới nơi Trung Quốc có thể mở rộng lợi ích của mình mà không lo ngại về áp lực quân sự hay kinh tế từ Mỹ. Kazakhstan là lựa chọn chiến lược cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc. Quốc gia Trung Á này là nơi chứa 40% lượng uranium của thế giới uranium là nguồn tài nguyên ngày càng quan trọng khi các nước phát triển chuyển sang sử dụng năng lượng nguyên tử như một nguồn năng lượng lâu dài. Trong khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng giãn nứt kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, thì việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Vào mùa đông năm 2013, Trung Quốc thông báo chuyến công du nước ngoài đầu tiên mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mới được bầu khi đó, sẽ là Nga, một quốc gia mà Trung Quốc có không ít mối quan hệ thăng trầm trong lịch sử. Cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Vào thời điểm đó, New York Times đánh giá cuộc gặp này đã không chỉ gửi đi một tín hiệu tới thế giới mà còn gửi tới Mỹ rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ưu tiên làm ấm mối quan hệ này. Hiện nay, tín hiệu này dường như một lần nữa được gửi đi khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Á. Với việc mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng rạn nứt kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hồi cuối tháng 2, việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Trung Quốc không chỉ từ chối chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine mà còn giúp nền kinh tế Moscow chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách mua dầu mỏ Nga. Dường như có những điểm tương đồng giữa chuyến thăm năm 2013 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc gặp được lên kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo sắp tới. Cách đây một thập kỷ, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng. Bắc Kinh nghi ngờ chiến dịch của chính quyền cựu Tổng thống Obama nhằm tăng cường quan hệ với các nước châu Á là một nỗ lực kiềm chế Trung Quốc. Quan hệ Mỹ Trung hiện nay thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, giữa bối cảnh có nhiều cuộc thảo luận về một cuộc chiến tranh lạnh mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang ở trong tình thế đối đầu. Quan hệ Mỹ Trung đã xấu đi vào tháng 7 năm 2022 khi chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan Trung Quốc trong bối cảnh phương tây tăng cường trừng phạt nga vì cuộc chiến ở ukraine moscow đã thúc đẩy quan hệ với các nước châu á cụ thể trong bài phát biểu vào hồi tuần trước tổng thống putin nhận định rằng dù ai đó có muốn cô lập nga như thế nào thì họ cũng không thể làm điều đó hãy nhìn vào bản đồ xem trung quốc dường như cởi mở hơn trước lập trường của nga với các nước châu á so với những nỗ lực tương tự từ mỹ moscow và bắc kinh đều xác định vấn đề thực sự của họ là đối phó với nỗ lực của mỹ nhằm chi phối thế giới dù vậy, những diễn biến gần đây ở Ukraine đã đặt ra câu hỏi cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sắp tới. Đó là những điều được coi là bước lùi quân sự đáng kể của Nga, có khiến cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nghĩ lại về mối quan hệ với Moscow hay không. Rất nhiều thay đổi đã xảy ra kể từ tháng 2 khi thế giới đối mặt với cuộc xung đột ở Ukraine. Cũng trong tháng đó, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau ở Bắc Kinh và đưa ra một tuyên bố chung. Mối quan hệ hữu nghị này đã được cả hai bên khẳng định là không có giới hạn. Những thành công mà quân đội Ukraine công bố và các lệnh trừng phạt của phương Tây chắc chắn là một đòn giáng mạnh đối với Nga, nhưng tổng thống Vladimir Putin vẫn có thể tin tưởng vào một đồng minh quan trọng, Trung Quốc, nước vừa tái khẳng định sự ủng hộ của mình. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp người đồng cấp Nga, đây được coi như là một hành động thể hiện sự đoàn kết ngăn cản kế hoạch cô lập Moscow của Mỹ. Thưa quý vị, Nga và Trung Quốc có quan hệ ngày càng sâu sắc, nhất là sau khi Moscow bị phương Tây cô lập. Chính vì vậy mà dư luận hiện đang rất quan tâm đến cuộc gặp quan trọng giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bởi đây được cho là sẽ tạo cơ hội để chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của mình. Trong khi đó, tổng thống Nga thể hiện quan điểm nghiêng về châu á những thông tin mới nhất liên quan tới chuyến công du của chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng như cuộc hội đàm với tổng thống nga putin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại